Chào các bạn buổi sáng. Hôm nay là Kim Ngân bây giờ chuẩn bị đi làm răng. Thành ra là Kim Ngân mới vừa ra khỏi nhà thì thấy xe rác nó tới, thành ra Kim Ngân sẽ quay để chia sẻ với các bạn. Với lại bông ở trước nhà quá đẹp luôn. Thành ra là Kim Ngân chia sẻ với các bạn là ở Mỹ người ta đổ rác như thế nào nha. Người ta xài bằng các bạn thấy không? Rác đang tới đó. Là nó để nó có cái tay dựng nó để thùng rác lên, xong rồi nó dựng thùng rác lên để dựng. Đây là xe rác ở Mỹ đó các bạn. Mỗi tuần hai lần người ta sẽ tới đổ rác cho các bạn là mỗi tuần các bạn phải đem thùng rác và các bạn để ngoài trước như thế này nè, đó các bạn để ra ngoài trước như thế này nè. Ha. Dạ, mình quay cho các bạn thấy là cái cây bông dạ lý của mình nó quá đẹp luôn. Ha. Quá đẹp luôn, đang nở quá trời bông luôn. Nó sẽ nở hết nguyên cây luôn. Các bạn thấy không? Bây giờ mình chuẩn bị đi chà răng, nhưng mà mình phải chờ xe rác tới để mình quay cho các bạn xem rồi mình đi nha. Trễ chút xíu cũng không sao. Ok. Sắp tới rồi, mình ráng chờ chút xíu nữa. Nó đang quẹo lại, quẹo cua lại. Thì đây là nhà của mình. Ở ngoài. Đó. Mình có cái bông sứ đây. Mình có cái bông sứ các bạn thấy không? Quá đẹp luôn, bông sứ mình mua. Quá đẹp luôn ha. Đó. Mình phải đi chậm chậm. Mình cây này là cây cây lucky money, cây tiền, cây bông sứ. Mình quay lẹ quá làm cho các bạn chóng mặt. Mình được chị Thảo ở California cho mình ý kiến vậy, với lại kính Trần cũng vậy. Thành ra bây giờ mình phải quay chậm chậm, mình quay lẹ quá thì các bạn sẽ chóng mặt, tại mình cũng không có kinh nghiệm nhiều ha. Ở đây sắp tới rồi, mình cho các bạn coi là xe đổ rác ở Mỹ như thế nào nhé. Rất là văn minh, mình nghĩ là bên Việt Nam thì trong một ngày nào đó cũng sẽ có thôi. Các bạn cứ để thùng rác ở ngoài rồi tự động người ta họ lái xe họ đó. Đây rồi, rác đầy rồi, rác đầy rồi, bây giờ nó đổ vô, đổ rác vô xong rồi nó lấy rác ra rồi nó để xuống rồi bắt đầu đổ tiếp rác vô ở ngay chỗ đó. Hả, mà nó đi thu hoạch đầy rác thì nó bắt đầu nó úp vô xe ha. Rồi các bạn thấy đây, đã rác để đó, lấy tay đẩy vô và đẩy vô, hay chưa? Các bạn thấy như vậy á, các bạn thấy không? Đây, đổ vô, thấy không? Tay, máy móc không à? Máy móc không? Rồi thêm một lần nữa nha, cho các bạn thấy ha, để kẹp tay vô, đổ rác vô. Đây các bạn, đó, cây bông của mình. Alright,
Đây là nhà của mình đằng trước đây. Nhà của mình đằng trước mình có cái nhà. Okay. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi nha. Rồi mình lên xe nha, chào các bạn ha. Các bạn coi cái cây bông nè, quá đẹp luôn ha. Wow. Have a flower everywhere. So it's beautiful in summertime. And this is a car wash. Cái này là chỗ rửa xe, machine car wash, machine car wash here. So this is the gas station. I stop by here to do my mail, my envelope. So this is the box that you wrap up your mail right here for the post office. Các bạn, mình ghé chỗ này để mình bỏ thơ. Các bạn không phải cần đi bưu điện mà nó có thùng thơ ở ngoài đường như vậy nè. Các bạn chỉ bỏ tem rồi các bạn dán rồi các bạn để vô thùng thơ thôi. Thì đó là như vậy. Đây là cái cây xăng, đổ xăng. Đây, mình chia sẻ với các bạn là cái thùng thơ ở ngay chỗ cái xăng đó. Với lại cái bông quá đẹp, thành ra mình quay cho các bạn xem. Ok, bye bye. Coi con mèo của mình nó phá nè. Mình để cái vali đây, nó đá cái vali xuống, xong rồi nó mở tủ. Rồi các bạn biết con mèo mình ở đâu không? He's hiding in there. Con mèo nó trốn ở trong kia kìa. So, he's a naughty boy. He's hiding. He's hiding in the cabinet there. I'm gonna close the cabinet and you in there. He's hiding in my cabinet. See? See? This is what I did. I took my locket inside the garage, put it in here ready for me to put my stuff on. And then my cat, he kicked it down and then he opened the door by himself. And he hiding in there. Cha-cha, where you hiding? Cha-cha. He going there and hiding. See, I found him. It's so cute. I'm finding him. I find you, cha-cha. I find you. So, see, look at him. He's naughty. He was going the cabinet and hiding. So, he naughty. Cha-cha. Okay. Bye. Bye, cha-cha. Các bạn, bây giờ sau khi mà đi làm răng về thì Kim Ngân sẽ làm cho mình một tô phở để ăn sáng và chia sẻ với các bạn. Đây là tô phở của mình là tái bò viên thôi nha các bạn. Tái bò viên. Các bạn thấy nước phở đã được 2 ngày rồi mà nước phở vẫn còn trong. Và bánh phở rất là dai. Và đây là phở tái bò viên ha. Kim Ngân sẽ chia sẻ với các bạn. Sau bây giờ Kim Ngân ăn phở nha. Buổi sáng mời các bạn ăn phở với Kim Ngân. Và sau khi mà ăn phở thì các bạn nên uống một ly green tea, trà xanh organic. Khi mà ăn đồ mỡ thì các bạn nên uống một ly trà thì sẽ tốt cho nó lọc mỡ, nó tan bớt mỡ đi. Thì đó là chia sẻ các bạn là bữa nay là đồ ăn sáng của Kim Ngân. Vậy bây giờ Kim Ngân xin chào nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ với gia đình và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn. Chào chào. This is my breakfast bowl of noodle pho again for my second day. And I just share with you after you eat pho, which is a little fat. So then you gotta get, you should drink hot tea, which is I usually green. I bought this one in Costco, which is organic green tea. It's very good for yourself to make you clean up your fat, your clean up your stomach after you eat a lot of fat. And here you see my bowl of pho, pretty good, right? So this is my breakfast, my lunch, whatever. So invite everybody, watch my video for to share about how to cook pho in my video. Thank you and wish everybody have a wonderful start for the week. Today. Take care. Bye-bye.